Hello anh em nhé. Đây là một cái tủ hộp cáp của Viettel. Theo định kỳ thì lại phải đi bảo dưỡng bảo trì một lần. Đây là cái rẻ lau chói được nước này. Một cái tủ như này thì có độ tầm 2-3 tháng là nó là bám đầy bụi, rong rêu. Với lại cái mã tủ ở đây nó cũng bị mờ này, vài tháng lại phải đi xịt lại một lần. Mấy cái chỗ này là kiến côn trùng nó hay vào này. Một, hai. Bây giờ rà soát xem cái tủ này nó có đúng cái số thứ tự này chưa. Một, bảy, tám. Tủ này là tủ 2225 này. 2225. À, 2226. 2226. Còn ba nhà. Một, hai, ba. Một là Hùng BT16 Quang Sơn, đúng rồi. GN22N25.
Ở đây thì cái ống vàng này là nó bị nó thấp hơn so với cái đáy tủ mình gọi đi. Đánh như này cũng khó gõ lắm. Chúng cũng bằng là được. Cái nhãn tủ này đợt trước là dùng bằng cái sơn đấy, thì một thời gian chỉ được ở tầm khoảng độ 2-3 tháng là nó đã bong hết cái sơn. Cho nên anh em là quyết định là đầu tư cái đề can. Dùng đề can này thì chắc là nó được lâu hơn đấy. Dán hơi nghiêng. Mấy cái tủ ở cái khu này thì mình đi bảo dưỡng có hai ba lần rồi, cho nên là mấy cái tủ hộp cáp nó cũng đa phần nó cũng chuẩn, mình không phải củng cố thêm nhiều. Nó chỉ mất mấy phút này anh em đi dán lại cái mã tủ thôi.
22, 27. Ui dồi, tụ này bận thế. Tụ này là côn trùng vào này. Tụ này côn trùng vào cho nên là nó bị bận như này này. À, cái này bị ướt mưa anh em ạ. Ướt mưa cho nên là đây mấy cái mã sơn này mình chỉ cần lau nhẹ cái là nó bay mất thôi. Mỗi một cái tủ, mỗi một con chạm thì nó cũng hơn 100 tủ thuê bao như này. Để đi củng cố toàn diện thì nó cũng phải mất tầm 1 tuần. Đấy, mấy cái tủ này đợt trước cũng ấy này, nó đây. Trứng thạch sùng này, chả hiểu sao nó vào được. Mấy con thạch sùng nó chui vào được chỗ này này, ở cái chỗ cáp này, bởi vì cái cao su non này thì được một thời gian nó lại chóc mất. Hôm trước chụp rõ đẹp, nay vào lại phải củng cố lại. Đây là con thạch sùng nó vào anh ạ, nó chui vào được méo đâu ấy.
không thấy chỗ nào mà nó vẫn chui vào được này. Mấy cái tủ mà nó bị bẩn như này thì anh em lau độ tầm mấy phút nó cũng sẽ hết. Nhìn xem cái chỗ nào nó bị hở không anh ạ. Cái này vẫn đang bị không thấy một cái hòn đá nào để gõ cái ống vàng lên. Cái ống vàng này mà nó không bằng với cái đáy tủ này nó cũng làm mắc cái lỗi nghiêm trọng anh em ạ. May mà cái này nó dễ. May cái tủ này nó dễ đấy. Gõ lên nó dễ.
Đây, sẽ dán thẳng theo cái mép này. Cái đề can này chắc là được dùng ok hơn so với cái anh em đi sơn. Sơn cái tủ này nó cũng mất khá là nhiều thời gian anh em ạ. Đi sơn thì nó lại phải có cái khung để sơn, xong lại phải ghép mấy cái chữ này nữa. Lại phải mang lọ sơn, tốn thời gian lắm đi sơn ấy. Sơn thì lại nó chỉ được 1-2-3 tháng đấy. Nó lại mờ hết. Mấy cái này nó dỉ thôi nhá, chứ không phải nó bị bẩn đâu, nó bị dỉ ra đấy. Đấy, phải chụp ảnh các kiểu. Báo cáo củng cố. Làm cái đề can này nhìn nó đẹp thật. Nó đẹp hơn so với xịt. Xóm này thì nó độ tầm hơn 10 hộp. Hơn 10 hộp thì cái thuê bao thì nó cũng ít thôi. Đó độ khoảng 30-40 hộ sử dụng dịch vụ. Không có tủ 28 này. Đây, 28 này. Ở chỗ này thì ống vàng nó cũng lại bị. Ống vàng này. Đây,
vừa mấy tháng trước là đi, lại bây giờ này. Cái tủ này rất là trơn, cho nên là khi mình sơn vào ấy thì nó bị bong hết. Đấy, cái tủ này là côn trùng không vào được cho nên là nó rất là đẹp. Mấy cái nắp của coupler này anh em để gọn vào một chỗ nhé. Bởi vì khi nào mấy cái nhà này không dùng thì lại phải dùng để bịt cái coupler của cái quang. Alo. Ơi. Rồi. Sứ hăng do xe nhờ. À xây sứ xây xế đi nó đâu. Xế là hay nhiều kẻ hay lỗi lắm. Em cứ xây xế nó mà nhờ nó đấy. Rồi. Ok. Rà soát lại cái thuê bao này. À, cái tủ này xem nó đụng chuẩn chưa. Đang cắm sai đây này. Số 7 trước số 5 này. Năm là Dũng VV92 à? Năm. Số 5 nên lại cắm sang số 7. Dũng VV92.
Tiếng chưa đến chỗ đây một tiếng như nhỉ, đấy cũng khá là lâu rồi đấy, chắc cũng tầm một tiếng rồi, gần một tiếng rồi thì củng cố được bốn tủ rồi nhá. Nhìn cái mình dán bằng đề can nhìn nó cũng khá là đẹp anh em ạ. Khi mà anh em đi xịt bằng cái bằng sơn thì nó không ăn thua. Tốn công mất thời gian thế làm phải đi làm lại nhiều lần. Nó không mang lại cái giá trị gì cho anh em cả. Nếu mà cái đề can này thì được tầm hơn năm là cũng được rồi. Mỗi một tờ có mấy nghìn đấy, dán thoải mái. Ở trên này lúc nào cũng cái ống vàng nó cũng bị thấp hơn nhé. Hai mươi mốt, hai mươi bốn, hai mươi lăm. Đây là cái đề can của thợ TV. Khẹt phết đấy. Xin lấy cái viên gạch này để đóng cho nó dễ. Ở đây thì chắc là nó sai toàn bộ như kiểu này. Ok, thực thật. Đối tác làm sai mỗi cái đây thôi, còn lại họ làm rất chuẩn rồi nhá. Bóc cái thằng này đã. Nếu mà anh em có đi quảng cáo thì đừng có dán vào cái tủ Viettel nhá, kiểu gì cũng bị bóc thôi. Nó buồn. Thầy dán vào đây nó chả tác dụng gì cả. Thiếu. Tụi này thiếu một cái nhãn này.
Alo. Alo. Chị bảo ở cái chỗ ngay ngay chị muốn chuyển địa điểm của con ngay chỗ gần nhà văn hóa khu 1 ở chỗ đấy chắc vẫn còn gọt nhỉ? Vâng. Chiều đấy nhá. 3/9 thì bao nhiêu nhỉ? Vâng. Để chiều nhá. Ok. Ai gọi nữa nhỉ? Em nghe rồi anh. Em Nguyễn Du thứ ba đi nhau Nguyễn em Nguyễn nhá. Vâng. Mấy cả em đặt hàng đi để anh cho thông đường Hòa Bình lấy đấy. Vâng. Mấy cái sợi này chắc là đối tác nữa, họ đi hàn thêm anh ạ. Cho nên gặp đúng cái thầy nào mà gặp đúng cái thầy nào mà không biết đi ạ. Chết thật. Ở trong cái khay hàn này nó cũng là một cái lỗi nghiêm trọng đấy anh ạ. Để sợi dây lăng quăng là bị tính hết. Một vài con kiến con thôi, không vấn đề gì. Tem nhãn thì phải đánh lại hết này, toàn bộ này. Một bảy tám, hai 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 năm. Ở đây hình như có một nhà nó bỏ rồi sao? Một hai sáu trường. Trường này, bột ba này. Hương BT. Ai này xem nào. Đi lau tủ như này thì thích nhất là cái trời mưa ấy. Trời mưa, cái nước mưa nó có cái axit này, lau rất là nhanh, nó rất là bóng. Bọt này hình như là bỏ rồi nhỉ. Kiểm tra tủ gần gần cho anh em nhé. Biết đâu anh em đấu sai chẳng hạn. Bắt đầu bằng chữ T này. U ơ này.
quật số 2 này, 01 này, tủ 10, 22, 25.